Chị dâu Thẩm, đến ngay đây cho một bình trà đi. Em gái, mau rót trà cho cai tổng đi. Đến ngay đây. Chào trưởng quan vất vả rồi. Mới đến sao? Em ấy là họ hàng xa của tôi. Đến đây chơi và tiện thể giúp tôi làm việc. Bao nhiêu tuổi rồi? Tôi hỏi cô bao nhiêu tuổi rồi? 21 tuổi. Có chồng chưa? Có rồi. Còn trẻ như vậy, sao lấy chồng vội thế? Em gái, để chị làm cho. Mau đi đun nước đi. Vội cái gì chứ? Đã có chồng mà thái độ dữ dằn quá vậy. Gọi cô ta qua đây rót trà cho tôi. Cai tổng, em gái của tôi không hiểu chuyện cho lắm. Mau gọi ra đây rót trà cho tôi. Cai tổng, ngài đứng chấp nó làm gì? Chị có đi hay không? Chị có tin tôi xử chị không? Em gái ơi, mau ra rót trà cho cai tổng đi. Nhanh lên đi. Phim được dịch, thuyết minh rót trà đi. Tiếng tại phim TV. Rồi. Làm cái kiểu gì đấy? Muốn làm tôi bỏng sao? Xin lỗi, thành thật xin lỗi ngài. Xin lỗi là xong rồi sao? Mau lau cho tôi đi. Ở chân nữa. Nhanh lên đi. Mau lau đi. Có nghe thấy không hả? Mau lau cho tôi đi. Nếu cô không lau thì tôi kết tội cô là cộng sản, rồi bắt cô lại. Cai tổng, thôi bỏ đi. Ngài tha cho em ấy đi. Sao em gái tôi có thể là cộng sản được? Tôi thấy cô ta rất giống cộng sản. Nhanh lên, lau đi. Anh nói đúng rồi. Đứng yên, tôi chính là cộng sản. Hai vị có gì thì từ từ nói. Cứ coi chuyện này chưa từng xảy ra đi. Tôi sẽ để cho các người đi. Nếu không hơn 20 anh em của tôi cũng sẽ không tha cho các người đâu. Vậy sao? Thế thì anh hãy nhìn xem hơn 20 người anh em của mình đi. Hai vị không phải là đội du kích của núi Hoa Dinh đó chứ? Anh nói đúng đó. Tôi chính là Giang Thanh Trúc, là chính ủy đội du kích núi Hoa Dinh. Còn người đó là bà già súng đôi. Xin hai vị trưởng quan tha mạng. Chị Giang, tình hình thế nào? Trên con tàu đó toàn là gạo và muối, còn có thịt sông khói chuẩn bị cho đội bảo an địa phương và chăn đệm cho mùa đông, cùng với một thùng hàng cứng. Chị đoán thử xem đó là gì? Là những khẩu súng trường kiểu mới. Tôi vui mừng đến nỗi vẫn chưa kịp đếm, ước chừng có hơn chục khẩu. Tình hình chú Khang bên đó thế nào? Đang dỡ hàng, chị nhìn đi. Đội trưởng, chính ủy, đi mau. Chuyện gì vậy? Trong đội bảo an có hai nhóm người đang chơi bài và uống rượu, còn những người khác thì ngủ rồi. Ở cổng có hai chốt canh gác cố định và một chốt canh gác tuần tra. Thang và ván gỗ tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, đặt gần đội bảo an. Tôi cũng qua cổng bắc rồi. Tình hình là mỗi giờ sẽ đổi ca một lần. Mỗi ca có 6 người. Được rồi, Tiểu Trương. Có. Nhiệm vụ của đội đánh bom rất quan trọng. Mọi người mau đến đó trước đi. Đưa tên này đến cổng bắc. Cố gắng đừng nổ súng. Sau đó lợi dụng chuyện đổi ca, khống chế địch ở cổng thành, rồi đi thẳng đến cầu Quan Đình. Rõ. Đội đánh bom đi theo tôi. Chị Châu, chúng ta xuất phát thôi. Được. Xuất phát. Đứng lại. Khẩu lệnh. Thuốc viện. Đi. Anh là ai vậy?
bên cổng Nam qua đây đổi ca. Đổi ca gì? Công phu mèo cào mà cũng đòi đổi ca. Đội du kích núi Hoa Dinh đến đổi ca. Đứng yên. Đi. Gì mà kỳ vậy? Dầu to rồi, đến rồi. Lại đến nữa. 3 vạn nha. Hô lớn lên, hô gì chứ? Nói rằng họ đã bị bao vây, yêu cầu họ hạ vũ khí đầu hàng. Các anh em, lớn tiếng lên. Các anh em ơi, chúng ta bị đội du kích bao vây rồi, bỏ vũ khí xuống và đầu hàng đi. Mẹ chơi tiếp đi. Hô lại lần nữa, các anh em, chúng ta bị đội du kích bao vây, bỏ vũ khí xuống và đầu hàng đi. Mau đầu hàng đi. Nếu không thì tôi sẽ dùng súng máy bắn mấy người đấy. Bọn chúng làm gì có súng máy? Đừng nghe chúng nói linh tinh. Anh em cứ xông ra ngoài cho tôi. Đội trưởng Mã, anh nhìn lên mái nhà đi. Ai muốn sống thì mau bỏ súng xuống đi. Những ai trốn trong nhà không ra ngoài, mau ném súng ra đi. Nếu không, chúng tôi sẽ không khách sáo đâu. Mau ném súng ra ngoài đi. Nhanh lên. Đừng nổ súng. Tuyệt đối đừng nổ súng. Chúng tôi đầu hàng. Chúng tôi đầu hàng ngay. Ngô Thành Tài, đóng ván đi. Đi thôi. Ngồi xổm xuống. Hai cai tổng vẫn chưa ăn cơm đúng không? Tôi sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị cơm. Mọi người đều ở đây sao? Ngoại trừ hai người về nhà với vợ, còn lại đều ở đây. Được rồi, về phòng trước đi. Nói theo tôi, nếu không tôi nổ súng. Được, được rồi. Tôi biết rồi. Đội trưởng Mã, tối qua quân du kích có qua đó không? Đội trưởng Mã, tôi nói cậu có nghe không hả? Đội du kích đã qua đó chưa? Đã qua rồi. Tốt lắm, cậu nhớ đây. Hôm nay ban ngày đừng mở cổng thành nữa. Dẫn theo quân của cậu, chuẩn bị sẵn sàng ở cổng Bắc. Nếu như để đội du kích chạy thoát thì sẽ mất đầu đấy. Được, tôi biết rồi. Chú Khang, chú mau phái người đến cầu Quan Đình và Diêu Tử Khẩu thông báo cho đội trưởng Châu và Tiểu Trương. Chính ủy, e là không kịp nữa rồi. Cố gắng nhanh lên một chút. Mau đi đi. Được. Nói, rốt cuộc chuyện này là sao? Hình như cấp trên biết tối qua các người muốn qua địa bàn của tôi, nên họ đã gọi đến bảo tôi nới lỏng việc canh gác. Đặc biệt còn phái người
phá hủy bức tường thành giữa hai cổng. Họ nói, cứ để các người đi qua, nhưng muốn quay về thì không dễ như vậy. Còn bảo tôi đóng cổng Bắc lại, toàn bộ đội bảo an lên tường thành phía Bắc. Một khi phát hiện các người rút về, thì xử hết không tha. Các người thật là độc ác. Tiểu Ngô, để lại cho hắn một quả lựu đạn đi. Đừng mà anh bạn. Tha mạng cho tôi đi anh bạn. Tôi đã nói với anh rồi, tính khí của chính quỷ chúng tôi rất nóng nảy mà. Còn mạng sống tiếp hay không? Phải coi tạo hóa của anh thế nào. Các đồng chí, chúng ta đã rơi vào bẫy của kẻ thù. Chắc chắn sẽ có một trận chiến ác liệt ở cầu Quan Đình và Diêu Tự Khẩu. Nhưng chúng ta không có thời gian để chi viện cho đội trưởng Châu và Tiểu Trương. Không còn thời gian nữa. Thế này đi, cứ để hai người ở lại đây. Những người khác mang theo tất cả súng máy và lựu đạn của đội bảo an. Theo tôi đến cổng Bắc tiếp ứng cho đội trưởng Châu và các đồng chí khác. Xuất phát. Đội trưởng, mấy giờ rồi? Đến giờ rồi. Đến rồi. Chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu đã chuẩn bị xong rồi. Kéo dây. Bắn đạn tín hiệu, vâng. Sao xe lại không nổ? Các anh em, chuẩn bị chiến đấu, rõ. Đội trưởng, tiếng súng có vẻ không đúng lắm. Hỏa lực dày đặc như vậy không giống của đám người hữu sang. Tình hình không ổn. Các anh em, mau đi theo tôi, đi thôi, tiếp ứng bọn họ. Người đâu?
có cái gì ở phía sau mình vậy? Mau đi báo cho đội trưởng để bọn họ mau chóng rút lui. Hiểu sang. Mau rút đi. Vậy còn đám người hiểu sang thì tính sao? Cậu không thấy phía đối diện không còn người của chúng ta sao? Đi mau. Rút thôi. Để lại vài người yểm hộ. Đội trưởng, mọi người mau rút trước đi. Đội trưởng, mau rút lui đi. Các anh em, rút thôi. Đội trưởng, đội trưởng Châu, chị sao rồi?
Đội trưởng. Đội trưởng, bị thương rồi. Thành Trúc. Chị Châu. Thành Trúc. Chị Châu, người của chúng ta đâu? Đã hy sinh rồi. Hy sinh hết rồi. Hy sinh rồi. Mau ra lệnh. Rút lui. Mau rút lui đi. Kẻ địch đến rồi. Nhanh lên. Chị Châu, chị mau vào thành đi. Bắn đi. Bắn, bắn đi. Rút mau. Chính ủy, mau rút đi. Mọi người mau rút đi. Nếu không phải là do đội bảo an tẩu mã dịch làm hỏng việc thì đội du kích đã không còn ai sống sót. Sự tên đội trưởng đó cho tôi đã mất mạng rồi, bị nổ tung đến mức xác cũng không còn. Có thể chạy chậm chút không? Không cần. Đạp lên xác kẻ thù và chiến thắng trở về, thoải mái biết bao. Có cần chở đống thi thể này về Trùng Khánh không? Không cần. Mỗi thi thể chụp một bức ảnh thì có thể đến chỗ trưởng quan cố để nhận công và xin thưởng rồi. Từ hôm nay trở đi, núi Hoa Dinh không còn đội du kích nữa. Tiền bạc, địa vị, danh dự đều có đủ cả. Cảm ơn trưởng quan đã đề bạt. Có một tài năng như cậu Đỗ, chúng ta chẳng cần lo quốc dân đảng không phát triển, cũng chẳng cần lo không tiêu diệt được cộng sản. Xin trưởng quan yên tâm, Hoài Sơn nhất định sẽ không làm phụ lòng sự kỳ vọng của trưởng quan, hoàn thành trách nhiệm của người lính, trung thành với lãnh tụ, tiêu diệt bọn gian tặc, thế sẽ hiến dâng mạng sống để báo đáp quốc dân đảng. Được. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ giao cho cậu toàn quyền điều động ở Trùng Khánh, bao gồm quân đội, cảnh sát, lực lượng đặc biệt, cùng với biên chế nhân sự của sở điều tra và phân khu 2. Cậu có thể tự soạn thảo và chuẩn bị, không cần báo tôi để phê duyệt. Vâng. Hoài Sơn, tình hình chung của cả nước hiện nay, cậu cũng biết rồi đó. Quân Cộng sản đang ở Hoa Đông, Hoa Trung và Tây Bắc, tiến công nhanh chóng và toàn diện, trong khi các đơn vị của quân ta liên tục thua trận. Tình hình ở Tây Nam cũng giống như ngọn đèn trước gió vậy, dân chúng lo sợ. Tây Nam là pháo đài cuối cùng của quốc dân đảng. Vậy thì Trùng Khánh là trái tim của Tây Nam, những nơi khác có thể mất đi, nhưng Trùng Khánh thì không thể mất. Những nơi khác có thể loạn, nhưng Trùng Khánh không thể loạn. Tôi và cậu phải bằng mọi giá và mọi cách, trong bối cảnh bất ổn này, phải đảm bảo Trùng Khánh được ổn định và toàn vẹn. Hoài Sơn đã hiểu. Hoài Sơn, hôm qua tôi lại nhận được một tờ báo Tiên Phong, có rất nhiều tin tức về việc quân ta thất bại trên chiến trường. Ngay vào ngày báo Tiên Phong được phát hành, một số sinh viên từ các trường đại học đã gây rối, vừa tổ chức tụ tập, vừa diễn thuyết. Và một số xưởng công binh có công nhân bị ảnh hưởng bởi tờ báo Cộng sản đó. Bọn họ tìm lý do để từ chối tăng ca sản xuất vũ khí. Nếu cứ tiếp tục như vậy, phim được dịch thì không ổn chút nào. Hoài Sơn, cậu đừng coi thường tờ báo Tiên Phong nhỏ bé này. Nó là lực lượng tiên phong của Đảng Cộng sản, nhưng lại là cái gai trong mắt chúng ta.
chừng nào nó còn tồn tại, thì sẽ để lại rất nhiều mối nguy hiểm, gây hại vô cùng. Ngày nào nó vẫn còn tồn tại, thì tôi và cậu sẽ không có ngày nào yên ổn. Xin trưởng quan yên tâm, Hoài Sơn xin lấy tính mạng và gia đình ra đảm bảo. Chỉ cần có Hoài Sơn ở đây, thì ngài sẽ không nhìn thấy số báo tiếp theo của báo Tiên Phong ở Trùng Khánh. Chú Khang, mọi người đã đến đông đủ hết chưa? Đã đến hết rồi. Các đồng chí, hãy nâng chén lên để tiễn đưa các đồng chí của chúng ta. Đội trưởng Hải Lâm, chị Giang, Hải Lâm, các anh em đã bị tiêu diệt hết, không còn ai nữa, không còn một ai cả. Các anh em đã hy sinh hết rồi. Núi Hoa Dinh không còn đội du kích nào nữa. Hải Lâm, vẫn còn có mọi người ở đây. Đội du kích sẽ mãi mãi tồn tại. Chị Giang, lãnh đạo, chúng ta đã nổ súng rồi. Hoàng Phi đã lập quân lãnh trạng ở Bộ Tổng Tư lệnh. Trong vòng 3 tháng, nếu tôi không thể tiêu diệt báo Tiên Phong của Cộng sản, không thể tiêu diệt đội du kích ở núi Hoa Dinh, vậy Hoàng Phi chỉ đành tự vẫn để tạ tội. Chính ủy, tôi hết đạn rồi. Dẫn các thương binh rút lui, nhanh lên. Trưa ngày mai chính là thời hạn cuối cùng. Xin Phật phù hộ cho Hoàng Phi. Hãy để báo Tiên Phong biến mất trên cõi đời này. Phù hộ cho trận chiến núi Hoa Dinh hôm nay. Hoàng Phi có thể thắng lợi trở về. Lưu Nhất Thủ, chính ủy, anh mau đi đi, đừng lo cho tôi nữa, còn không đi nữa là không kịp đâu.
khuyên anh ấy đi. Vâng, đừng. Chính ủy, mau đi đi, các anh mau rút lui đi, nhanh lên. Lưu Nhất Thủ, anh tỉnh lại đi, rút lui. Hải Lâm, Lưu Nhất Thủ, nhanh lên. Lưu Nhất Thủ, tôi không thể bỏ lại anh ấy. Tụi bay ăn lựu đạn đi. Lưu Nhất Thủ, Hải Lâm, đi thôi, nhanh lên. Các người, mau lên núi lục soát. Cho dù là đội du kích hay cộng sản, chỉ cần là người thì xử hết cho tôi. Vâng. Hải Lâm, chính ủy, anh xem. Hải Lâm, cậu chăm sóc thương binh, tôi sẽ đánh lạc hướng bọn họ. Chính ủy, để tôi đi cho. Không được, chân cậu bị thương, cậu không chạy được xa đâu. Mấy thương binh này tôi giao cho cậu hết đó. Cậu phải nhớ rằng trước khi trời tối, nếu đội trưởng Châu vẫn chưa đến thì cậu phải nghĩ cách đưa mọi người đến chủ quan âm. Vâng. Nếu như tôi không trở về, cậu giúp tôi giao cái này cho chị dâu của cậu. Chị dâu, cậu sẽ gặp được cô ấy thôi. Chính ủy Banh, bài ca dao đó hát sao vậy? Anh trai đi lính, chị dâu nấu ăn, cha tôi mất mạng, mẹ tôi phát điên. Phát điên? Mấy người tại sao phải đánh nhau? Làm tôi phải tan nhà nát cửa. Tôi nhớ rồi. Việc tiêu diệt bọn cướp ở núi Hoa Dinh không thuận lợi, có thể tha thứ. Nhưng việc xử lý báo tiên phong chậm trễ thì không thể tha thứ được. Bây giờ thì tốt rồi. Báo tiên phong của Đảng Cộng sản đã lên tới bàn làm việc của tôi rồi. Chúng đang tác động tư tưởng đến tận tôi đây này.
Từ Hoàng Phi ơi là Từ Hoàng Phi. Cậu đã cam kết 3 tháng trước rồi. Trưởng quan, xin hãy cho thêm ít ngày nữa. Từ Hoàng Phi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Đảng Cộng sản. Còn muốn tôi kéo dài thêm vài ngày? Tôi phải thi hành quân làm trạng chứ. Đáng lẽ cậu phải trở thành liệt sĩ từ lâu rồi. Trưởng quan, theo lý mà nói, cậu đã làm phụ lòng quốc dân đảng, không hoàn thành nhiệm vụ, cùng lắm chỉ là tội thất trách. Vậy mà 3 tháng trước, tại buổi báo cáo của quân đội, cậu còn dám khoác lác, còn giả vờ lập quân lãnh trạng. Lúc đó các báo lớn ở Trùng Khánh đều đăng đầy những lời lẽ hùng hồn của cậu. Chính phủ quốc dân biết được chuyện này, còn đặc biệt ban thưởng nữa. Cậu không có công mà lại nhận thưởng. Cậu đã làm chuyện này ầm ĩ cả lên. Bây giờ đến cả tưởng ủy viên trưởng cũng không thể bảo vệ cậu được nữa. Cậu chỉ còn một con đường duy nhất mà thôi. Xả thân vì nghĩa lớn, tự kết liễu để đền tội với Tổ quốc. Bây giờ, xin tuyên đọc tiểu sử của Từ Hoàng Phi. Từ Hoàng Phi sinh năm Dân Quốc thứ 3 tại Đại Giã, tỉnh Hồ Bắc. Từng là học viên khóa 7 của trường quân sự Hoàng Phố. Năm Dân Quốc thứ 21 gia nhập vào tổ chức. Tháng 4, năm Dân Quốc thứ 24 được điều động vào hành dinh Vũ Xương của chính phủ quốc dân. Từng giữ các chức vụ như điều tra viên tư pháp, tiểu đội trưởng tiểu đội 3, đại đội trưởng đội thanh tra kinh tế. Tháng 6 năm Dân Quốc thứ 34, được trưởng quan Đới Lạp đề bạt lên chức vụ sở trưởng của phân khu 3 của Cục Điều tra Ủy viên. Tháng 1 năm Dân Quốc thứ 35, được bổ nhiệm làm khu trưởng khu vực phía Bắc của Cục Điều tra Ủy viên Hoa Bắc. Năm Dân Quốc thứ 36, được điều động đến phân khu 2 Trùng Khánh và được bổ nhiệm làm phó sở trưởng cho đến nay. Nghĩa sĩ Từ Hoàng Phi đã giữ nhiều chức vụ quan trọng, tận tâm tận lực, trí dũng song toàn, vì sự nghiệp vĩ đại của quốc dân đảng, không ngại gian khổ, thực hiện ý chí của lãnh đạo, cống hiến hết mình, làm tròn bổn phận. Từ lúc được bổ nhiệm đến giờ, đã đóng góp được nhiều thành tựu to lớn, nhờ đó mà tạo nên danh tiếng vang dội, đủ để lại tiếng thơm ngàn đời. Nay truy tặng liệt sĩ Từ Hoàng Phi huân chương Vân Huy hạng 4. Bây giờ, tôi muốn tuyên bố một điều. Tất cả những người có mặt tại đây hôm nay, không phân biệt chức vụ cao hay thấp, không phân biệt quân hàm, chỉ cần sẵn sàng xông pha, tiếp tục hoàn thành sự nghiệp tiêu diệt Cộng sản, chỉ cần sẵn sàng hành động, làm theo mệnh lệnh cứu nguy và dẹp loạn, vậy thì sẽ có đủ điều kiện để đeo trên người hai ngôi sao vàng rực rỡ này. Nếu trong vòng 30 ngày phải xử lý triệt để báo tiên phong của Đảng Cộng sản tiêu diệt đội du kích ở núi Hoa Dinh, Cố Minh Đức tôi đây sẽ báo lên chính phủ quốc dân để xin khen thưởng cho người đó. Sao hả? Khi đến lúc giúp quốc dân đảng giải quyết khó khăn, giúp lãnh tụ giảm bớt phiền não, thì tất cả đều trở thành kẻ câm rồi sao?
Xin nghĩa sĩ bước ra. Đỗ Hoài Sơn, sở trưởng phân khu 2 quân khu Tây Nam. Tôi tên Đỗ Hoài Sơn, được đào tạo tại căn cứ hải quân Norfolk của Mỹ. Tôi mới về nước không lâu, 2 tháng trước, qua sự giới thiệu của cục trưởng Bùi, tôi được bổ nhiệm vào đội vệ binh thuộc phân khu 2, giữ chức vụ thiếu tá. Đỗ Hoài Sơn, cậu nghĩ mình có thể đảm nhận trọng trách này không? Trong suốt 4 năm đào tạo tại Norfolk, tôi đã nhận được sự đào tạo nghiêm ngặt về hệ thống tình báo và huấn luyện chỉ huy quân sự. Với những kiến thức tôi học được, xử lý một nhóm in báo phản động của Đảng Cộng sản, tiêu diệt một đội du kích không được đào tạo chính quy, chỉ là một chuyện nhỏ. Này cậu thanh niên trẻ, tôi nói thật với cậu, tôi rất khâm phục lòng dũng cảm của cậu, nhưng tôi còn nghi ngờ năng lực của cậu. Tiêu diệt Cộng sản không phải là một chuyện dễ dàng, chỉ dựa vào lòng nhiệt huyết, thể hiện sự dũng cảm nhất thời là không thể làm được. Được, vậy thì bây giờ tôi sẽ chứng minh năng lực của mình cho trưởng quan thấy. Chắc mọi người cũng biết người này là ai. Khắp nơi đều là tin truy nã của hắn ta. Hắn chính là ủy viên chính trị của đội du kích Hoa Dinh, Bành Quốc Vinh. Hôm qua, tôi đã tự tay bắt hắn ta. Được, đây mới thực sự là tinh hoa, là trụ cột của dân tộc, của quốc dân đảng. Bây giờ tôi bổ nhiệm cậu làm sở trưởng tạm thời của phân khu 2 quân khu Tây Nam và tư lệnh tiêu diệt Cộng sản tại núi Hoa Dinh. Cảm ơn sự đề bạt của trưởng quan. Khoan đã, tôi muốn tự tay trao quân hàm cho cậu ta. Nghi thức trao quân hàm cho nghĩa sĩ Đỗ Hoài Sơn bắt đầu. Chào. Kết thúc nghi thức, người anh em, chức vụ này chỉ là tạm thời. Đợi sau khi cậu thành công rồi, tôi sẽ đích thân đến chính phủ quốc dân để xin lệnh bổ nhiệm chính thức cho cậu. Cảm ơn sự đề bạt của trưởng quan. Được, trưởng quan, tên Bành Quốc Vinh này chúng ta xử lý thế nào đây? Người là do cậu bắt, cậu là tư lệnh tiêu diệt Cộng sản, xử lý thế nào thì cậu tự quyết định. Vậy tôi sẽ chém đầu hắn để làm gương. Làm cho hắn tỉnh đi.
chính ủy ban. Tôi biết anh là người chịu trách nhiệm chính của đảng bí mật ở Trùng Khánh. Lúc trước tôi đã từng nói với anh rồi, chỉ cần anh khai ra một hoặc hai người thì Đỗ Hoài Sơn tôi có thể đảm bảo anh không sao cả. Thậm chí tôi còn có thể sắp xếp cho anh một chức vụ nhỏ ở đây. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, anh vẫn cứng đầu không chịu khai, đúng là hết thuốc chữa. Tôi cũng không giúp được anh. Điều duy nhất tôi có thể làm cho anh là đưa anh lên đường càng sớm càng tốt. Còn việc có thể giữ được thi thể nguyên vẹn hay không thì không thể biết trước được. Mấy ngày trước, bà già súng đôi đã nói với mọi người rằng hôm nay sẽ có một lô thuốc ra khỏi thành, ngày mai sẽ được giao đến núi Hoa Dinh. Tôi nói đúng chứ? Các lối ra khỏi thành và cả các bến cảng, tôi đều sẽ kiểm tra nghiêm ngặt. Không có thuốc thì những người bị thương của đội du kích chỉ còn biết chờ mất mạng thôi. Còn nữa, chiều ngày mai tôi sẽ công khai xử tử anh ở huyện Lân Thủy, nơi đội du kích thường xuất hiện. Tin tức này cùng với ảnh của anh ngày mai sẽ được đăng trên báo Trung ương. Nào, cười lên đi. Anh là chính ủy của đội du kích. Bà già súng đôi không thể thấy hoạn nạn mà không cứu. Khi họ thấy tin tức trên báo, chắc chắn sẽ đến hiện trường hành quyết. Tôi biết mặt tất cả bọn họ. Đến lúc đó, tôi thấy người nào sẽ xử người đấy. Thấy hai người thì xử cả hai. Có một màn diễn hay sắp bắt đầu rồi. Sau khi màn diễn kết thúc, tôi sẽ tiễn anh lên đường. Tôi e rằng đây chỉ là một màn độc thoại thôi. Còn khiến tôi tụt hứng nữa. Mọi người yên lặng, mau trật tự đi. Mau trật tự đi. Theo điều tra, tội phạm Bành Quốc Vinh cấu kết cộng sản, tụ tập trong rừng, bắt người cướp của, gây mất trật tự, khiến dân chúng nơi đây phẫn nộ, không ngừng oán thán vì tính mạng và tài sản của người dân địa phương. Đối với tên cướp hung ác không biết hối cải này, chính phủ quyết định lập tức tiến hành xử bắn công khai để thực thi quốc pháp, an ủi lòng dân. Anh Bành phải được sống. Anh Bành là người tốt, không được hành hình. Yên lặng. Mọi người yên lặng. Theo điều tra, đám cộng sản như Châu Hoa muốn lôi kéo người dân, có ý đồ phản quốc, gây rối trật tự, xáo trộn lòng dân. Những người như thế này nên được các cơ quan của nhà nước xử lý nghiêm ngặt để giữ gìn trật tự xã hội. Nhân dịp xử tội Bành Quốc Vinh,
Chính phủ sẽ treo thưởng cho ai bắt được Châu Hoa và đồng bọn của cô ta. Nếu ai biết được họ ở đâu thì được thưởng lớn. Nếu biết mà không báo thì coi như đồng bọn của họ. Chính ủy Bành, anh cảm thấy thế nào? Trò cười. Hành hình. Chuẩn bị hành hình. Không được hành hình. Anh ấy là anh hùng. Mấy anh không được hành hình. Em phải chăm sóc con của chúng ta. Cùng con chào đón Tân Trung Quốc. Không được hành hình. Mau thả anh ấy ra. Chuẩn bị. Hành hình. Đợi đã. Tên cô là gì? Giang Ngọc. Cô làm nghề gì? Tôi là giáo viên. Cô và người trên đó là họ hàng phải không? Không phải. Là bạn bè. Cũng không phải. Cô đang buồn sao? Quá tàn nhẫn. Bớt lo chuyện bao đồng đi. Về đi. Mọi người cẩn thận. Đội trưởng, họ đến rồi. Mọi người chuẩn bị chiến đấu.
nói với các anh em, chuẩn bị chiến đấu. Khoảng cách xe 30 mét. Khoảng cách xe là 30 mét. Vâng. Khoảng cách xe là 30 mét, xuất phát. Nhanh lên. Đi thôi. Hải Lâm, thằng họ Đỗ kia chắc chắn ở trong xe. Lần này sẽ nhờ vào tôi rồi. Đúng vậy, nhờ anh đấy. Anh yên tâm. Đống đạn này đều tặng cho hắn ta hết. Đừng dừng lại, cứ chạy thẳng đi. Không được dừng, cứ chạy thẳng đi. Mau bắn bọn chúng đi. Sở trưởng, chúng ta quay lại giữ hết bọn chúng đi. Sở trưởng. Châu Hoa. Rồi sẽ có một ngày tôi tính sổ với cô. Đi thôi. Ngày mai mới đem thi thể của các anh em về. Để tôi đi xem chính ủy, cậu đừng đi. Chính ủy không có ở đó. Cậu ấy không còn gì cả. Bị thiêu rụi hết rồi. Một chút cho bụi cũng không để lại. Thành Trúc. Cô đừng làm vậy. Thành Trúc. Thành Trúc. Dừng lại đi mà. Cô đứng dậy đi. Nghe lời tôi đi. Đứng dậy nào. Mọi người đừng khóc. Chính ủy Bành đã từng nói, chúng ta không được tiễn anh ấy bằng nước mắt. Chị dâu,
Chính ủy bảo tôi đưa cái này cho chị. Thành Trúc, cô có sao không?